Sáng ngày 26 tháng 10 tại chùa Long Hoa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Huệ Giang, Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố, cùng Chư Tôn Đức Ban chứng minh Phật giáo quận 8. Chủ tọa đại hội có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố, Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó thư ký kiêm Phó văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Huệ Công, quyền trưởng Ban trị sự Phật giáo quận 8, Thượng tọa Thích Nguyên Nhật, Phó Ban trị sự Phật giáo quận 8. Đến tham dự và chúc mừng đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Phó Ban dân vận thành phố Nguyễn Văn Luông, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Kiều Thanh Hương, Bí thư quận ủy Võ Ngọc Quốc Thuận, Phó Ban tôn giáo thành phố Nguyễn Văn Lượng cùng đại diện chính quyền các cấp quận 8 và tăng ni trụ trì các tự viện tại địa phương. Ban trị sự quận 8 là một trong những quận đi đầu cho việc tổ chức đại hội trong bối cảnh bình thường mới. Vì vậy cho nên là để tuân thủ lời chỉ đạo của thành phố cũng như là Hòa thượng trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố mà Ban trị sự Phật giáo quận 8 đã phối hợp nhịp nhàng sự hỗ trợ của chính quyền quận 8, đặc biệt là phòng y tế quận 8 đã giúp kiểm soát rất nghiêm túc về cái tình hình dịch. Có nghĩa là tất cả các đại biểu tham dự đại hội là thứ nhất về số lượng thì 60 người. Và trong 60 người này thì đều phải tiêm đủ 2 mũi là sau 2 tuần. Tất cả cho dù tiêm 2 mũi cũng phải test nhanh để giữ an toàn cho đại hội, các đại biểu cũng như là người dân của quận 8 nói riêng và toàn thể thành phố của chúng ta nói chung theo chỉ đạo chung thống nhất của chính quyền thành phố cũng như Phật giáo thành phố chúng ta. Rồi đó là cái điều thứ nhất mà đặc thù trong cái việc tổ chức đại hội của các quận trong tới bình thường mới là như vậy. Cái điều thứ hai nữa là trong bối cảnh này thì tất cả cái chương trình đại hội nó đều ngắn gọn lại để bảo đảm cho cái tuân thủ phòng chống nó tốt đẹp hơn, cũng như là 5K của Sở Y tế thành phố cũng như là Bộ Y tế. Chúng ta đều phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách và hạn chế số lượng, kiểm tra y tế, v.v. Thì đó là cái mới mà tất cả các quận sau này mà tổ chức trong cái thời điểm bình thường mới đều phải tuân thủ như thế. Trước khi chính thức khai mạc đại hội, Chư Tôn Đức Ban chứng minh, Ban chủ tọa và toàn thể đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch và tưởng niệm đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Công nhiệt liệt chào mừng Chư Tôn Đức, quan khách, chính quyền và đại biểu là tăng ni Phật tử trên địa bàn quận 8 đã đến tham dự đại hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày được thành lập đến nay không ngừng nâng cao, tạo được ảnh hưởng lớn đối với tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, khẳng định vị thế trong lòng dân tộc, cùng tiến bước xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, đúng với mục tiêu và phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Thượng tọa quyền trưởng Ban trị sự cho rằng, là một thành viên trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo quận 8 luôn thể hiện vai trò đoàn kết, kết nối tăng ni Phật tử, thực hiện tốt các chương trình Phật sự, đúng với tinh thần phụng sự chúng sanh, làm thiết thực cúng dường chư Phật, vì sự trường tồn của đạo Phật, sự hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo quận 8 có 63 tự viện gồm 2 tịnh thất, 2 tịnh xá, 8 chùa Hoa Tông và 50 chùa Bắc Tông. Toàn quận có 257 tăng ni thường trú và tạm trú đang sinh hoạt tu học ổn định. Dưới sự chỉ đạo của Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ của chính quyền thành phố và địa phương, Ban trị sự Phật giáo quận 8 đã nỗ lực không ngừng trong mọi Phật sự, khắc họa rõ nét qua phương diện tăng sự, nghi lễ, giáo dục và đặc biệt là công tác từ thiện xã hội gần 83 tỷ đồng. Từ những thành công của nhiệm kỳ chính vừa qua đã phát họa lên một bức tranh tổng thể sinh động và hoàn chỉnh, làm tiền đề cho Đại hội đại biểu Phật giáo quận 8 lần thứ 10, đồng thời giúp đội ngũ nhân sự nhiệm kỳ mới kế thừa thành quả trí tuệ để tiếp tục phát triển Phật giáo quận nhà phù hợp với xu thế phát triển của giáo hội trong thời đại mới. Tại đại hội, sau khi thành viên Ban trị sự Phật giáo quận 8 nhiệm kỳ 9 tuyên bố mãn nhiệm, Chủ tọa đoàn đã đề cử tân Ban trị sự nhiệm kỳ 10 2021-2020 và đại hội nhất trí thông qua gồm 5 vị chứng minh, 15 vị thường trực và 12 vị ủy viên. Thượng tọa Thích Huệ Công,
đảm nhiệm trưởng ban trị sự, phó ban thường trực, thượng tọa Thích Nguyên Nhật, phó ban, thượng tọa Thích Phước Hạnh và thượng tọa Thích Trí Trường, chánh thư ký, đại đức Thích Từ Tâm, phó thư ký chánh văn phòng, thượng tọa Thích Phước Thành, phó thư ký, đại đức Thích Quảng Minh. Qua những thành tựu Phật sự đã đạt được và những đóng góp không nhỏ trong công tác từ thiện xã hội trong 5 năm nhiệm kỳ, nổi bật nhất là trong thời gian qua, Ban trị sự Phật giáo quận 8 đã tích cực vận động kêu gọi sự đóng góp của tăng ni Phật tử để cùng đồng hành với chính quyền thành phố chăm lo cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử đó, Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố đã trao nhiều bằng tuyên công đức. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chính quyền quận 8 cũng trao bằng khen, giấy khen đến nhiều tập thể và cá nhân của Phật giáo quận 8. Tại đại hội, đại diện tăng ni Phật tử Phật giáo quận 8, Ban trị sự đã trao số tiền 1.200.000.000 gửi đến ủng hộ quỹ vì người nghèo địa phương. Ban Đạo Từ, Hòa Thượng Thích Thiện Đức đánh giá cao những thành quả Phật sự mà Ban trị sự Phật giáo quận 8 đã đạt được để góp phần vào sự thành công chung của Phật giáo thành phố. Hòa Thượng chỉ đạo tân Ban trị sự nhiệm kỳ 10 cần kế thừa và phát huy tiếp tục những gì có được hôm nay để cống hiến cho giáo hội và xây dựng đất nước phát triển.